xin giới thiệu quý vị một chiếc xe rất là độc đáo. Tuy mới sản xuất nay tầm khoảng trên dưới 10 năm nhưng mà Tiết Cương nghĩ nó cũng là một dòng xe có thể đi vào gọi là huyền thoại. Xin giới thiệu quý vị, đây chiếc Future Neo 125 FI, là có nghĩa là phun xăng. Thì từ năm 2000 thì Honda đã cho ra dòng xe Future. Ngay lập tức nó trở thành một dòng xe yêu thích của tất cả mọi người. Từ cái Future 1 bây giờ cũng đã trở thành huyền thoại. Thì sau đó Honda tiếp tục nâng cấp lên Future 2, rồi bây giờ là Future FI và một dòng Future Neo sau này nữa. Nhưng tổng hợp tất cả cái dòng Future 20 năm trở lại đây thì dòng Future Neo là được người ta yêu thích nhất, bởi vì những tính năng vượt trội của nó và độ bền của nó. Và Tiết Cương xin giới thiệu đây là bạn Phương. Nhưng mà Phương là chủ nhân của chiếc xe này. Chào Phương, xin hỏi em mua chiếc xe này cách đây mấy năm rồi? Dạ, chiếc xe này thì em cũng mới sở hữu rồi, nay khoảng một năm thôi. Có mấy người bạn ở tỉnh ngoài. Chiếc này lúc ngày xưa là em mua nó bao nhiêu tiền? Dạ, nói chung giá còn thời điểm học Phương thì em mua nó chỉ vài chục triệu thôi. Nhưng mà bây giờ em có thể giới thiệu cho anh và khán giả biết là chiếc xe này bây giờ hiện tại thì giá nó khoảng bao nhiêu không? Chiếc xe này thì giá trị hiện tại bây giờ là nó khoảng tới 100 đến 110 triệu. Quý vị nghe chưa? Chiếc chỉ là một chiếc Future Neo FI thôi mà bây giờ nó đã đội giá lên tới 110 triệu. Nếu điều này mà chủ nhân và Tiết Cương không chia sẻ thì Tiết Cương nghĩ rằng rất ít khán giả có thể hiểu được cái giá trị của nó và nghĩ rằng không nghĩ rằng nó cao như vậy. Nếu một chiếc xe đẹp như vậy chạy qua đường thì mình đôi khi mình chỉ nghĩ là cái này Future Neo thì trị giá nó lúc đặt thùng nó có khoảng trên dưới 30 triệu, nhưng mà không, bây giờ sau hơn 10 năm đi mà trị giá nó đội lên trên 100 triệu, chứng tỏ là giá trị của chiếc xe nó vượt hẳn cả thời gian. Em có thể giới thiệu cho và khán giả biết số tính năng của xe, ví dụ như là xe này dòng FI là nó phun xăng đúng không? Dạ. Xe này là xe Future Neo sản xuất năm 2009. Mà trong tất cả dòng Future Neo là cái thằng này là được chủ nhiều nhất, tại vì nó có máy móc rồi nó bền hơn. Tại vì đặc điểm riêng con xe này thì nó chỉ đi có 1.000 mấy trăm cây số thôi, là toàn bộ là nguyên thủy hết, chưa có chùi rửa hay là đánh bát hay giảm bắn gì bất cứ chỗ nào. Vậy là cái xe này mới đi là trên 1.000 cây hả? Dạ, 1.000 mấy trăm cây. Cái cặp nhỏ còn theo xe không? Dạ, theo xe đó nè. Cái nhỏ, tát nhỏ 2009 rồi, trong năm xe nó còn hết. Cho anh hỏi là những cái nước sơn của nó là có giảm giá gì chưa? Dạ, chưa, nguyên bản hết à. Không có lại bất cứ một thứ gì hết. Người chủ mua về là chỉ đậu cho mình suốt rồi, cứ đi vòng vòng uống cà phê thôi. Rồi em lấy về. Em lấy về em không chạy, mà em đóng một cái bàn như vậy em để mình nói, chứng tỏ là chủ nhân là rất là yêu quý chiếc xe này, và giống như là xe này giống như hàng trưng bày. Cái yên em bọc lại để chi vậy? Sợ nó đi bị con này kia đậu lên bụi hay là mũi cho nó rỉa lên trong người ta rồi thấy đèn lên đó. Mà nhà có nuôi mèo không? Tiếng con mèo mà nó lên nó cào banh cái yên luôn đó. Theo anh được biết là cái chiếc này, chiếc Future này cái ngon nhất cũng là bộ số này. Đó là cái dòng 2009 này là rất là chịu ăn thị trường. Có nhiều cái món đồ đó, thì nó là bị coi là đồ nặng rất nhiều vào trong. Anh em thị trường là chủ này hay chính là gì? Em có thể giới thiệu cho khán giả biết là cái dòng Future Neo này có những dòng nào không? Dạ, cái này thì nó có cái dòng Future Neo này nó thì nó từ năm 2016 đến năm 2009 sản xuất là 3 năm. Là lúc đầu là nó là bình xăng con. Xăng con. Rồi tới đây là LT, rồi nói chung cái dòng này nó có nhiều dạng, 4 năm vậy. Nhưng mà cái dòng LT là được chuẩn nhất, là có giá nhất, đúng không? Nhưng mà anh biết ở cái dòng này nó có nhiều màu mà em. Dạ, nhiều màu lắm. Màu đỏ đây, là cái kêu là màu đỏ. Màu đen có, màu trắng có. Có màu xám không? À, đen là đen xám. Đen xám. Nhưng mà cái đỏ này nó có hai màu đỏ hay là chỉ có một màu đỏ? Nếu mà đại 2009 thì
cái đỏ nó hình như tươi hơn phải không? Dạ. Cái đỏ này nó thấy nó hơi bầm. Nó phân biệt từ đời, mỗi một đời nó khác nhau hết, không giống nhau. Mà anh thấy cái dòng FI này nó có những cái dòng nó cái tem nó khác cái tem này. Bài này là chính là bài gọi cái này là trong dòng cho xe mà gọi là fan lớn. Fan lớn. Còn cái kia là fan nhỏ. Fan nhỏ. Là còn ví dụ như một chiếc FI mà đời 28 cái giá trị nó có cao bằng cái chiếc FI 29 không? Nó chỉ tính về độ đẹp ra. Nó về độ đẹp đi. Mà mình dân xu mầm thì con đầu đẹp là mình thích. Nhưng mà 27 là có phân, ủa 27 nó có phân chưa? 27 thì vẫn có phun anh, nhưng mà ba đầu là chưa phun, rồi sao là có phun. À, cuối 27 là phun, 28 phun, 29 là 2010. 2010 là cũng phun luôn. 2010 cũng có phun và cũng có bình xăng luôn. Nhưng 2010 là tem giống vậy không? Giống vậy luôn. Nhưng mà nôm na là mình gọi là 2009 đó. À, đời 2009. Nhưng mà bắt đầu Honda chuyển qua một cái form mới của bây giờ là từ năm mấy? Phần mới của Future thì nó vẫn là năm 2012-2013 đã có ra phần mới. Và thưa quý vị, không hiểu sao cũng là FE, nhưng mà từ 2012 Honda ra Future phần mới thì lại không được ưu chuộng. Và trên giá cả thị trường thì bây giờ một chiếc Future tiếng tôi biết thì tầm khoảng 35 triệu thì khoảng 35 triệu, nhưng sau một thời gian chiếc xe 35 triệu đó mình chạy 2 năm hoặc mình chạy 3 năm, 1 năm gì đó không cần biết, mình chạy giữ rất kỹ. Nhưng mà 35 triệu đó mình chạy khoảng 2 năm mình bán lại thì tầm khoảng 15 triệu. Còn chiếc này trên 10 năm thì bây giờ mình có thể bán lại một xe này, mình có thể. Cái xe này thì quá đẹp, thì cái con vàng mà một chiếc xe người ta đi bình thường giữ kỹ từ 2007 là 89 tới giờ thì theo cái cương được biết thì tầm trị giá từ 50 tới 60 triệu là không mất giá. Nó không mất giá. Có nghĩa là người Việt Nam mình nó rất là tinh ý cái dòng xe nào mà hiệu quả và bền bỉ thì tự nhiên nó sẽ vượt trội với thời gian, giữ mãi cái giá của nó. Nếu mà ngày hôm nay mà Phương không chia sẻ thì Đức Phương không nghĩ là chiếc xe này nó đội giá lên trên 100 triệu. Tại vì Đức Phương thấy những cái phiên chờ FI này ở ngoài đường đi rất nhiều và cũng có tìm hiểu về nó, thì một chiếc đẹp thì chiếc Phương Mỹ nó cũng tầm 50-60 triệu. Không ngờ chiếc này đội giá lên 100 triệu thì nó ngoài sức tưởng tượng của Đức Phương, và Đức Phương cũng nghĩ là ngoài sức tưởng tượng của khán giả luôn. Nếu mà chưa xem clip này, cái đĩa này là viên luôn hả? Dạ, nguyên bản 100% mới tinh luôn. Như cái này luôn à. Chưa có dấu mỡ, nhìn à, qua đây này cái cao su là cái này chưa biết sao luôn, mấy này mà có người gửi là khách, có người như này nguyên bản nó còn hết à. Trước sau luôn. Cái cho anh hỏi cái ba ga này mình đã sơn lại chưa? Dạ chưa à. Thường á những cái xe mà đã đi rồi thường cái ba ga nó hay cũ lắm, hay cũ, người ta hay nắm, người ta vịn á, lúc nào cũng sơn lại hết. Nó bằng gan á, gan thì mình theo thời gian á nó sẽ bị bự động, nó bung ben, bự trong bung lên, cho nên là cái sơn nó cái này là nó chưa có bong zin luôn, thì chứng tỏ là mình rất là ít sử dụng. Ít sử dụng. Cái bô đó là đẹp lung lanh vậy luôn. Đúng rồi. Xe này không có gì cái bằng luôn hả? Cái cục gùn là zin đó không? Dạ, của nó luôn hả? Gùn là zin thôi. Nó chưa có dấu chạy luôn hả? Dạ. Thường mấy xe này mình hay dựa vô tường nó Phương. Dạ. Nó chạy luôn. Cái này là cái này nó cũng chưa chạy luôn hả? Dạ. Nó cũng chưa chạy luôn hả? Đúng rồi. Chiếc này bây giờ hiện tại đâu có xăng chổng hả? Dạ có anh, lâu lâu em cũng cho nổ máy á để mình đỡ cái vệ sinh đỡ cho. Bây giờ cho nổ được không? Dạ được. Có ảnh hưởng gì không? Dạ không. Sao vậy? Lâu lâu em cũng hay nổ. Phải nổ chứ để nó hư bệnh hen. Vui luôn hả? Có ăn tì không? Xe mà rất là ít đi, chỉ thỉnh thoảng chủ nhân nổ máy thôi. Vậy mà bây giờ gan ti để nhẹ cái mà nổ lung linh luôn. Kính thưa quý vị, qua sau khi mà review chiếc xe này thì Thiếu Cương nghĩ rằng bây giờ rất nhiều khán giả đã biết được giá trị của chiếc Future Neo FI này rồi.
và Chí Cương mong rằng những ai đang may mắn sở hữu dòng xe này cố gắng giữ gìn cho nó thật mới, thay nhớt thường xuyên cho máy móc nó ngon lành, để không uổng phí một chiếc xe gọi là cũng là một dòng huyền thoại. Xe này phải nói là cũng là niềm mơ ước của tôi luôn đấy. Tôi đi rất là nhiều xe nhưng mà mỗi chiếc xe giúp cho mình một trải nghiệm mới và giúp cho mình có thêm một cái niềm đam mê hơn nữa với dòng xe. Phương ơi, rồi vậy thôi anh cảm ơn em nha. Anh cảm ơn em đã giúp anh chia sẻ về chiếc xe rất đẹp của em. Anh mong rằng em giữ gìn cẩn thận ha. Và sau này nếu mà em có lấy xuống chạy thì nhớ gọi cho anh chạy thử nha, bữa nay anh mới review anh chưa được chạy. Xin chào tạm biệt quý vị đã theo dõi kênh YouTube của Tiết Cương. Rất mong quý vị like và chia sẻ và subscribe kênh Tiết Cương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.